chạy không? Thôi. Hai chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay em có nghĩ ra được có màn trên dành cho anh Hải Ca nha cả nhà. Hôm nay em có màn trên mà ngược đãi ba mẹ coi anh Hải Ca như thế nào. Cái màn trôn này em có mắc dạy với mẹ Hương quá, mong cả nhà thông cảm bỏ qua cho em nha. Đây chỉ là màn trôn thôi à. Có sự ba mẹ đồng ý em mới dám làm cái màn trôn này nha. Cả nhà đừng chửi em nha, chỉ là màn trôn thôi à. Cả nhà không tiếc cái phần này của em như thế nào nha. Ăn lẹ đi bán cái số đồng ơi. Cái lòng ba báo coi nó nuôi nó này nó già rồi 30 năm rồi coi nó sao. Sao thì nó bể cho bán cái số luôn chứ sao. Ăn đi ăn cơm đi. Đây chỉ là thử lòng thôi nha cả nhà, chứ không có gì chơi, cả nhà đừng chửi em nha. Giờ sáng mắt nó tối mắt luôn. Bây giờ là em đặt cốc quay, cả nhà không tiếc cái phần này của em như thế nào nha. Con rồi bán hết đấu với số này nè. Bán mẫu hết cái đống này chiều nhịn nó đói nha. Rồi cũng tánh nữa ăn trời đó. Ăn cỏ đâu mà ăn. Ăn với nó tường thôi. Tường thôi bán sợ vậy. Ăn nó tường thôi bán nổi. Cũng ăn chứ ăn cỏ đâu mà ăn thịt. Gì vậy? Gì mà lớn ngọng với mẹ vậy? Chứ sao gì cái nhà này cũng là nhà của con à. Ai nói vậy? Mẹ ăn cơm với gì vậy? Tôi chứ gì? Mày thật sống ăn? Mày đang tỏ đâu ăn? Thật đi. Tôi ăn đâu? Ăn ít tươi với muối tiêu được rồi, thấy tiếc không? Điên hả? Điên gì? Đổ cái chén. Cho mẹ. Rồi mắc cái gì, mắc cái trứng gì à? Không cho ba mẹ ăn thịt. Tại găng cỏ nó đâu ăn. Không có găng cỏ thì xé ra cho ba mẹ ăn, đưa đây. Tự vô trong nhà lấy cái nồi đi. Này lớn hồng vậy. Thích đó rồi sao? Thôi ông bà ăn nhanh lên, tôi bán cái đống này nè. Kiểu gì? Hai ông bà. Bán cái số nè. Ai kêu bán cái số? Tôi kêu. Ba mẹ làm gì mà kêu bán cái số? Tiếng mất kẹo kìa. Tiếng thịt là tép. Ăn tươi thôi nha mẹ. Đừng ăn thịt nha. Ăn thịt vô cho con. Rồi làm cái gì mà làm ra ba cái trò này? Thì cha mẹ ở nhà có làm gì ra tiền đâu. Tiền điện, tiền nước gì là cũng là tôi lo. Tôi lo á? Ừ. Rồi làm không ra tiền rồi kêu ba mẹ đi bán số kiếm tiền á. Ừ. Lo được phần nào hay phần đó. Con bị điên không? Ăn nước tương mới tiêu ngon mà. Ngon cái gì mà ngon? Thịt thà ăn vô, có dưỡng chất không mà. Dưỡng chất gì? Đừng mắc dạy nha. Mắc dạy sao không à. Mắc dạy với ai hết trơn á. Ba với mẹ già biết gần già mới bán cái số người ta thương ta mới mua nhiều. Ai mượn làm ba cái tôi mượn nào? Ai mượn? Lụm lên cho tôi à. Ba với mẹ, để ba mẹ không làm có tiền cũng được, tôi làm con chó ngoài đường cũng được, mà tôi về tôi cho ba mẹ tôi ăn ngon. Trời, ăn tánh mới ăn. Rồi ba mẹ ăn cơm với thịt với con. Hôm nay đừng nói chuyện đừng mất dạy nha. Rồi sao? Con mẹ ăn cơm xong rồi vô nhà nghỉ cho con. Ba ăn cái số rồi. Điên nha. Cái gì? Mới nói lại coi. Chỗ mới mà xé thân lại. Mới vậy bỏ ở đây. Rồi ba nó mặc đồ gì đi. Nó kêu mẹ ba mẹ bán số mấy bữa rồi. Từ nay là ở nhà với con không có bán gì. Ở nhà lấy gì ăn? Con ăn nước mắm thì ăn nước tương. Làm gì có nước tương ăn, nước tương. Tôi nói cho cô biết nha. Đừng có mắc dạy với ba mẹ tôi nha. Chưa có cưới hỏi, chưa có sinh á thì đừng có phép mà hả sai khiến ba mẹ tôi vậy. Rồi sao? Con vô nhà nghỉ nè. Đừng có hỗn hào, đừng có chuyện mắc dạy gì nha. Rồi ai cho phép cô hả? Thì kêu ba mẹ đi bán số. Tôi cho phép đó. Mình cho người về tự do, trả cuộc đời mình tự do. Người dân thương quay lưng hóa người dân. Ai cũng có lý do để rời xa chúng ta. Tội nghiệp mình còn ôm xót xa. Từ nay nha, anh không có muốn thấy cái vụ này xảy ra nữa nha.
ba mẹ có làm không có tiền anh ra đỡ nặng con chó hay là mang sinh ra ngoài anh đem tiền về đây nuôi ba mẹ anh được. Rồi, không muộn, rồi, không muộn em lo nha. Vậy sao? Ăn bữa ăn để mẹ ăn cho ăn cái gì? Ăn cơm với tương mà ăn cái gì? Để nó ăn vậy mà ngon, ngon lắm. Ngon cái gì mà ngon? Thịt nó ngán lắm. Ngán gì mẹ đừng có sợ. Mẹ nghe, mẹ đừng từ nay mẹ đừng có sợ nó. Nó bắt mẹ ăn như vậy bao nhiêu bữa rồi? Bữa nào cũng ăn. Bữa nào cũng ăn. Mà. Em đối xử với ba mẹ anh vậy hả? Đối xử gì cho ăn à. Ngon vậy rồi. Ba mẹ nữa. Nuôi anh 30 tuổi rồi. Nha. Là ba mày đẻ của anh nha. Nha. Còn em muốn cho ăn mà nước mắm tương về á thì em về dưới nhà dưới á. Em kêu mẹ em ăn vậy nha. Còn đây là ba mẹ của anh nha, anh tự lo được nha. Đừng có kiểu đó nha. Giờ anh muốn cái gì? Thôi, thôi đi. Mày thấy mắt chạy không? Thôi. Sẽ lỡ dối lòng thì anh chẳng ngại âu lo. Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh tay anh quá yêu mềm. Người yêu ơi em có biết anh yêu em hơn thế nhiều hơn lời anh vẫn nói. Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên đến buông xuôi vì cô đơn. Còn riêng anh càng ngẩn ngơ có khi nào ta xa rời. Dạ nha. Ăn cơm con yên với tụi bay nữa. Ôi. Đừng có nói chuyện với ba mẹ ăn chỗ đó nha. Ôi ơi, trời đang tránh mưa ăn cơm con yên nữa. Mẹ vô nhà đi mẹ. Đi bán cái số đi bà ơi. Bán cái gì? Đi vô nhà. Vô nhà nghỉ đi. Tụi mày nhớ lại cái tán này nha. Biển. Rồi vô đi bán cái số. Ba đi vô đi, cởi đồ này ra. Cởi ra nha. Con nói không biết cho. Biển. Biển khỏi cuộc đời tôi. Đi vô đi, đừng nói chuyện nữa. Biển. Biển gì dưới liền. Không có muốn thấy mặt ở đây nữa nha. Đừng có nói chuyện với ba mẹ anh vậy nha. Từ nay á, không còn phải lên đây nữa. Từ nay cũng đừng có liên quan đợi tôi biến đi. Nhân cách không đủ đâu. Chiều nay tôi không muốn thấy mặt cô ở đây nữa nha. Biến về nhà ngoài nha. Giả con cái ngay cái phân trong mũi tay luôn mẹ. Tao nói rồi nó dữ lắm mà không chịu tin. Nó thấy là nó suốt liền. À biết à, nhờ nó dữ vậy. Cười ra nước mắt luôn. Khóc, khóc rồi cười rồi khóc. Thằng đó nó dữ quá. Trời nó đánh bữa ăn mà nó cũng quýnh luôn rồi thấy không. Khóc đều luôn á. Nó giả bên kia đỏ mặt luôn. Đỏ luôn bà hay đừng rồi nè. Chéo hàm mày à. Mà đau thiệt nha mẹ. Sao không đau, giả cái bóc mà không đau. Giả một cái lỗ tai con nó nghe tiếng gì luôn á. Nó nói không được à. Chạy, chạy, trồn, trồn. Cái này sao? À? Còn đau không? Thì còn, cứ gác nữa. Đập da mỏng. Da dày, da trâu như tao đâu đến nổi không.
Dạ chồng. Giờ em kết thúc video tại đây nha cả nhà. Đây chỉ là màn chôn thôi, màn chôn mẹ bị đánh tiền á cả nhà. Không, mình tôi đi cái kiểu này nó thấy thấy cha mẹ nó thương. Thác khối cha mẹ nó rồi nó không chịu á. Quánh á, quánh ta lên bờ xuống ruộng á. Thấy con tan mặt tay mà vậy rồi. Không muốn thấy mượn trời luôn á. Mượn trời, nó không có chịu vậy. Hổng hổng là nó quốc á. Không hổng là đóng được đâu. Cho mẹ nó mà ở phải luôn. Mới có trời không mà nó quánh lên bờ xuống ruộng mà. Ghê thằng này quá. Ôi, mới mốt điện bài nữa á. Giống ông Phi Hùng quá. Tôi mày giữ người nó tán thấy hết hồn thấy mượn trời luôn á. Tao mốt đừng có chơi vậy nữa, nó thấy mất dạy rồi muốn mà nó đâu biết ba mẹ với con góp ý mà nó đâu biết đâu, mình nói cho nó đâu biết mà được chứ, cho nó cũng đâu bị tán gì đâu. Là bị tán thiệt luôn á, hôm nay mà không cho tăng thịt kìa. Cho mẹ thịt không bị tán rồi. Ê cái nhà tán luôn đó nha. Đỏ lỗ tai luôn. Đỏ mặt, đỏ mắt luôn. Ghê quá. Bây giờ em kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cả nhà thấy hay cho em một lượt đăng ký và là một lượt like nha cả nhà. Chạy em mắt chạy mắt. Báo phụ huynh ghê quá thôi. Lại. Vô ngủ nè mẹ. Không phải cho ăn thịt là đâu bị đòn. Mất tiêu cái.